quê chị Cà Mau. Dạ. Rồi công việc chính thì bạn lấy số, còn bao có con. Số nuôi con. À, bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 3 tuổi. 3 tuổi thôi. Mà là chị có chồng trẻ. Có chồng trẻ. Rồi ở trọ ở trên này để kinh sống. Tại sao chị không ở quê để làm công việc ở quê mà chị lên đây? Quê khổ quá rồi, ông có vợ khác đó, rồi tôi buồn gia đình, rồi cha mẹ cũng đối xử như buồn đó. Rồi hoàn cảnh bên tôi cũng khó khăn nữa, thấy gì tôi buồn gia đình tôi đi luôn. Rồi ông có vợ khác hả chị? Ông có vợ khác rồi, thấy gì tôi đi luôn. Ông có suy nghĩ gì mà khi mà ông sinh đứa con ra mà ông có thêm một người khác khác không? Không biết nữa. Thấy mình có bầu chỗ này khổ sở làm sao, ông bỏ ông đi rồi tôi thấy gì tôi bỏ tôi đi luôn. Lúc đó chị ở, đang ở nhà ai? Đang ở nhà bà vợ chồng. Là ở nhà chồng luôn, bà vợ chồng. Lúc đó là bà vợ chồng có cản chị đi không? Bà thì cũng như, bà cũng như bằng mặt mà không bằng lòng vậy đó. Lúc vui, lúc không, lúc kính chuyện mình nữa. Thấy tôi buồn thì tôi mới đi. Con ơi, là đây với chú nè. Đây với chú này. Ở đây chú này, là chú cho thương, cho tao tiền nè. Nha. Lúc mà chị đến với anh là chị mối nhân duyên gì gặp anh? Để rồi giờ đây mà anh lại làm một cách đối xử với hai mẹ con tệ bạc như vậy. Đi làm mướn, chị cũng đi bán vé số vậy nè. Cứ gặp nhau, thương với nhau. Chứ không có cứ hỏi gì. Rồi cái ở với nhau cũng thấy khi ông ở thì cũng thấy mình sao mình cũng không hiểu nữa. Rồi ông bỏ. Ông bỏ rồi có vợ khác. Mới đầu ta nói mình nói ổng mình không tin. Thấy gì tôi cũng không nói gì hết trơn. Rồi cái bây giờ cũng tính chuyện đánh nặng mình hoài vậy đó. Mà chị Hoài. Chứ là vợ chồng có bên mình buồn, bỏ tôi đi luôn. Lúc đó là chị phần làm dâu vì hành hạ đánh đập bạo lực gia đình. Dạ, tôi buồn tôi đi luôn. Cha mẹ chồng cũng bỏ bọc chị hết. Dạ, tôi thấy gì tôi buồn, cha mẹ tôi cũng không có bên tôi gì đó. Về nói thì cũng cha mẹ tôi cũng mẹ mẹ mà mẹ tôi có nói này nói nọ thôi, cũng thấy tôi buồn tôi đi, tôi nói không kệ tôi đi cái này tôi chết đâu, tôi chết tôi không biết được, không về nhà. Lúc đó chị sinh bé ra chưa gì ạ? Dạ, sinh rồi. Lúc bé sinh rồi chị bỏ đi là năm mấy bé tuổi chị? Đi lên đây rồi. Đừng có. Cũng 2 năm rồi đó chú. 2 năm rồi à? Dạ. Là bé lúc đó chỉ có 1 tuổi thôi. Tôi đi rồi tôi bồng nó đi rồi tôi bồng nó ẩm đi bán số luôn đó. Ẩm đi bán vé số luôn. Dạ, lên đây là tặng nó đi bán số luôn đó. Mà nó cũng khiến lên tới đó rồi cái ông kia ông đòi chở tôi vô ở cái ông kia. Còn tôi hỏi cái ông già, ông cái thằng cái ông già này ông mới hỏi tôi đó là giờ chị quyết định đi đâu. Nói chú ơi chú muốn kiếm chỗ nhà nào mà đàng hoàng á, chú cho tôi ở tôi bán số tôi nuôi con tôi. Thì ông nói thôi chị đi theo tôi đi, chị đừng đi theo chỗ thằng đó, đi theo thằng đó thằng nó chở chị vô chỗ thằng chỗ mướn đó là chị ke hút chích không à. Trời ơi sao chị vô trong đó mà trong khi đó không nít nữa. Hên sao công có cũng như cậu vậy đó. Mới kêu thôi giờ tôi chở chị lại phòng trọ này chỗ hiện tại tôi đang ở đó, là đàng hoàng lắm rồi tới ở tới bây giờ luôn đó. Là hai năm rồi đó. Dạ, chứ mới tôi mở đi với ông kia đó, chở tôi đi đó là chỗ đúng chút thôi mà cũng mình cũng hên lớn chứ đâu có biết đi được hướng nào đâu, đi thí gì đó cậu em. Qua câu chuyện chị kể mà dạ. Khi mà chị ở nhà chồng chị không được như vậy rồi, không được tốt như vậy rồi thì tại sao chị không quay về nhà, bên nhà của mình, là nhà ruột của mình, mẹ ruột của mình? Tôi cũng muốn về lắm rồi nhưng mà tôi đúng tôi đi giờ tôi không có liên lạc chứ để tôi cũng như tính tôi mằng ăn có tiền á dành dụm như có chút đỉnh thì tôi về quay về cho mẹ vui rồi mình có nhớ cho mẹ mình vài trăm vài triệu gì ví dụ gì còn giờ như không có tôi cũng không dám về. Hai năm nay tôi không có liên lạc gì, không có nói gì tôi chứ tôi có không điện không gì có ai gọi với chị luôn. Dạ không luôn, tôi cũng không điện về luôn nữa. Tôi coi như từ tôi chết luôn rồi đó. Sao chị nói một câu nghe nó quẩn quá chị? Dạ tôi nghĩ vậy đó con. Đợt dịch bệnh tôi giái trời giái phật ông bà độ tôi đừng có bị dịch bệnh có rồi không biết ai lo cho nhỏ này. Nhờ bà độ tôi giái hoài cũng không có bị gì trên con mạnh giỏi gì đó. Đi xin về ông tuần lễ 10 bữa là có xí số tôi bằng đầu tôi bằng mới bán cái số suốt tới giờ luôn, con không có nghỉ ngày nào luôn. Hai mẹ con đi hoài. Rồi bé có giấy tờ đi trên đại học không? Dạ không, tôi đi tôi không có đem giấy tờ gì theo đâu con. Có giấy sinh gì hết? Không, tôi đi tôi bắt tôi đi gì không vậy đó. Chị có khi nào chị nghĩ gì đi như vậy rồi có ảnh hưởng đến tương lai của con sau này không? Ừ, rồi sau này nó sẽ làm sao khi mà mẹ mất đi hay là chị cũng lớn tuổi rồi chị cũng sẽ mất đi thôi. Rồi bé nó sẽ làm sao? Tôi không có nghĩ gì, tôi nghĩ gì kệ tới đâu tính tới đó cậu ơi. Ví dụ như sau này lỡ tôi có chết bất đắc kỳ tử ở đâu đi nữa thì dù nó một tôi hay là người ta thương tình ta cũng nuôi nó hả? Nó khôn nó nhờ dạy nó chịu chứ giờ biết sao giờ đâu. Có lúc mà tôi quẫn trí tôi rồi.
chị có sợ khi nào mà bé nó sẽ quay lại con đường của chị là một người phụ nữ, một người mẹ không hạnh phúc, không được hạnh phúc không? Không có nghĩ tới. Khi mà chị hồi xưa chị cũng khổ lắm đúng không? Đó, chứ bây giờ mà nếu mà mình không dành hết tình cảm, dành hết thời gian và dành hết những cái gì mà quý giá nhất dành cho con của mình thì biết đâu bé nó sẽ trở lại cuộc sống giống như mình ngày xưa. Cái gì? 400 vị. Ngày hôm nay thì em thấy gia đình của mình vì không may mắn. Yeah. Bé nó cũng quá tội. Bây giờ bé nó ăn uống nó được không chị? Nó ăn ít xíu cậu, mấy hộp cơm mà còn như nó uống sữa không à. Đi bán về chồng mua 6 7 bịch sữa, 7 8 bịch sữa cho nó với đóng tiền nhà rồi. Còn tôi như mua hộp cơm 20.000 xong. Vậy là một ngày chị ăn một bữa thôi. Dạ. Có khi sáng thì mua có xôi rồi. Không có xôi rồi. Hay là ổ bánh mì hay là cái gì đó, bậy bạ nó vậy. Rồi chị ăn uống như vậy một ngày bán được bao nhiêu rồi số? Thì có khi 5 mấy chục, 7 8 chục, 100 không chừng. Ôi bán ít vậy dạ, một cái tờ vài lời có 100 1.200 thôi. Ngàn thôi. Dạ. Mà sao mà đủ 30.000 tiền tiền nhà. Con uống sữa ngày 3 đến 4 bịch. 3 bịch đi là bịch 7.000 rồi, 21.000, 5 mấy ngàn rồi. Rồi chị ăn sáng ăn cả ngày cho chị 30.000 một ngày nữa. Rồi sao 100.000 sao đủ cho chị? Đủ, giờ tôi tính đủ có khi nào là ăn sống qua ngày dạ. Thôi còn không biết là tương lai nó sẽ ra sao. Dạ, rồi có khi hết số này cái ví dụ gặp ai mà kêu sang tiếp á, cái sang thêm 20 vé nữa, cậu lời được 30.000 nữa. Ví dụ vậy đó. Còn cậu không gặp nữa thì thôi. Như không gặp nữa thì sẽ gặp người ta sang thêm 10 tờ nữa, kiếm thêm 10.000 mua sữa cho nó không chừng vậy đó. Là chỉ có một mình bé thôi. Dạ có mình đó cậu ơi. Cậu có nói rồi thì cho bé cho máy thôi. Của cậu đó, rớt hư của cậu. Con muốn đi học không? Con tên gì? Con tên Bảo Ánh. Con chào Bảo Ánh. Bảo Ánh hả? Con muốn đi học không? Không được con, không được này, không được. Không được, cậu hư cậu. Con muốn đi học không Ánh ơi? Nó con còn nhỏ. Con lớn con đi học. Con dắt con đi học. Rồi làm sao mẹ cho đi học? Mẹ nó lớn thì tính rồi. Cho bác anh chị coi có mặt không? Có trai cho con. Rồi, này, cười đằng sống bên này. Cái đằng sống đâu? Cười lên. Rồi. Em cũng thấy giờ nó cũng trễ rồi. Dạ. Chị cũng tranh thủ bán vé số cho nó hết, 2 rưỡi rồi. 4 rưỡi giờ rồi mà chị chưa bán hết nữa. Đây chị hồi nãy chị có bán em 3 tờ đúng không? Dạ. 03. Đây là số tiền mà cô chị Mai Dương, chị Dương Mai ở Mỹ là gây quỹ từ thiện trong kênh của em. Chị muốn giúp những hoàn cảnh trẻ em, những người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn giống như chị vậy. Và em gửi cho chị 500, đây là số tiền của chị Mai Dương Mai như chị nói ở Mỹ. Gửi lời cảm ơn. Chị Dương Mai. Yeah. Rồi con đi bán vé số cùng mẹ nha. Cố gắng đi con. Bye bye con. Cảm ơn cậu. Ráng chị được chị lưu số cho em lại đi. Ráng mà tìm cơ hội về. Nếu mà cảm thấy muốn về em sẽ người cho tiền chị về. Nha. Chị lưu số điện thoại em lại đi. Có số điện thoại không? Có điện thoại không? Về cho nó kiếm tương lai lại, cho nó cơ hội để nó đây số em đây.